Bài Kinh số 87 Kinh Ái Sanh Bija Jatika Sitta 353 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn Trú ở Savatthi Jetavana tại tinh xá ông Anatha Pindika Lúc bấy giờ, đứa con một của một gia chủ khả ái, đáng thương bị mệnh chung sau khi con chết người cha không còn muốn làm việc không còn muốn ăn uống luôn luôn đi đến nghĩa địa người ấy than khóc con ở đâu đứa con một của ta con ở đâu đứa con một của ta rồi người gia chủ ấy đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với người gia chủ đang ngồi một bên này gia chủ có phải ông có các căn để an trú tự tâm ông có phải các căn của ông đổi khác bạch thế tôn sao các căn của con có thể không đổi khác được bạch thế tôn đứa con một khả ái đáng thương của con đã mệnh chung sau khi nó chết con không còn muốn làm việc con không còn muốn ăn uống con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta? Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, này gia chủ, sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Nhưng đối với ai? Bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy. Sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng Bạch Thế Tôn, Hỷ Lạc, Ananda, Natsa do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, chống bán lại từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 354 Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi đổ nhất lục không xa thế tôn bao nhiêu người gia chủ kia đi đến những người đánh bạc ấy sau khi đến nói với những người ấy như sau này quý vị ở đây tôi đi đến sa môn gotama sau khi đến đảnh lễ sa môn gotama rồi ngồi xuống một bên này quý vị sa môn gotama nói với tôi đang ngồi một bên này gia chủ có phải ông có các căn để an trú tự tâm ông? Có phải các căn của ông đổi khác? Này quý vị, được nghe nói vậy, tôi nói với Sa môn Gotama. Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể không đổi chát được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc. Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta? Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, này gia chủ, sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Nhưng đối với ai, Bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy. Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng Bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Này quý vị, không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống bán lại từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Này gia chủ, hỷ lạc do ái sanh hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ suy nghĩ, có sự đồng ý giữa ta và những người đánh bạc rồi bỏ đi. Và cuộc đối thoại ấy dần dần được truyền đi và truyền đến trong nội cung. 355. Rồi vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi hoàng hậu Malika này Malika, đây là lời Sa môn Gotama nói với các người ấy. Sầu, bi, khổ, ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy thì sự việc là như vậy. Điều gì Sa môn Gotama nói, Malika này cũng nói theo. Vì Malika quá hoan hỷ với Sa môn vì vị đạo sư nói gì cho đệ tử và đệ tử quá hoan hỷ với vị đạo sư nên nói sự thật là vậy thưa đạo sư sự thật là như vậy thưa đạo sư cũng vậy này malika điều gì sa môn gotama nói hoàng hậu quá hoan hỷ với sa môn gotama nên đã nói nếu thế tôn đã nói như vậy thời sự việc là vậy hãy đi đi malika hãy đi đi. Rồi hoàng hậu Malika cho gọi bà La Môn Nali Zanga và nói, Này bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Hỏi có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và thưa. Bạch Thế Tôn, hoàng hậu Malika cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn hỏi thăm thế tôn có ít bệnh ít não khinh an khí lực sung mãn lạc trú không và thưa như sau bạch thế tôn có phải thế tôn đã nói như sau sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái và nếu thế tôn trả lời ông như thế nào hãy khéo nắm giữ và nói lại với ta vì các như lai không nói phản lại sự thật Thưa vâng, Tâu Hoàng hậu. Bà La môn Nali Zanga vâng đáp Hoàng hậu Malika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La môn Nali Zanga bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, Hoàng hậu Malika cúi đầu đảnh lễ chân sa môn Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau? Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. 356 Thật sự là như vậy, này bà la môn thật sự là như vậy này bà la môn này bà la môn sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái này bà la môn đây là một pháp môn do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái này bà la môn ở xưa ở tại Savatthi này, người mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói, Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Này bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này bà La Môn, thuở xưa, ở tại Sa Vách Thi này, người cha của một người đàn bà mệnh chung, vân vân như trên, người anh mệnh chung, vân vân người chị mệnh chung, vân vân người con trai mệnh chung, vân vân người con gái mệnh chung, vân vân, người chồng mệnh chung. Từ khi người chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: "Người có thấy chồng tôi đâu không? Người có thấy chồng tôi đâu không?" Này bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái này bà la môn thuở xưa ở tại sa vách thi này người mẹ của một người đàn ông mệnh chung từ khi bà ta mệnh chung người đàn ông này phát điên cuồng tâm tư hỗn loạn đi từ đường này qua đường khác đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Này bà La Môn, đây là một pháp môn. Do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này bà La Môn, thuở xưa, ở tại Sa Vách Thi này, người cha của một người đàn ông mệnh chung, vân vân, người anh mệnh chung, vân vân, người chị mệnh chung, vân vân, người con trai mệnh chung, vân vân, người con gái mệnh chung, vân vân, người vợ mệnh chung. Từ khi người vợ mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: Người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ tôi đâu không? Này bà La Môn, đây là một pháp môn do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái này bà la môn thuở xưa chính tại thành sa vách thi này một người đàn bà đi về thăm gia đình bà con những người bà con ấy của người đàn bà muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác người đàn bà ấy không chịu rồi người đàn bà ấy nói với chồng mình này hiền phu những người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và muốn gả tôi cho một người đàn ông khác nhưng tôi không muốn như vậy rồi người đàn ông ấy chặt người đàn bà ấy làm hai rồi tự vẫn nghĩ rằng hay chúng ta sẽ gặp nhau trong đời sau. Này bà La Môn, do pháp môn này cần phải được hiểu rằng sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. 357 Rồi bà La Môn Nali Zanga hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến hoàng hậu Malika. Sau khi đến, kể lại cho hoàng hậu Malika toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Rồi hoàng hậu Malika đi đến vua Pasenadi nước Kosala và thưa. Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thương công chúa Vaziri của thiếp không? Phải, này Malika, ta thương công chúa Vaziri tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho công chúa Vaziri của đại vương, đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này Malika, nếu có sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho công chúa Vaziri của ta, thì sẽ có một sự thay đổi đến đời sống của ta. Làm sao không khởi lên sầu, bi, khổ, Ư, ừ, não nơi ta? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Vương, mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, ừ, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Nữ sát đế lị, Vasapa, Đại Vương có thương yêu không? này malika ta có thương yêu nữ sát đế lỵ vasapa tâu đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho nữ sát đế lỵ vasapa đại vương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không này malika nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho nữ sát đế lỵ vasapa thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho đời sống của ta. Làm sao không khởi lên sâu, bi, khổ, ư, não nơi ta? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Vương mà Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A La Hán chánh đẳng giác đã nói: Sầu, bi, khổ, ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu Đại Vương, đại vương nghĩ thế nào? Tướng quân Vidudaba, đại vương có thương quý không? Này Malika, ta có thương quý tướng quân Vidudaba. Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho tướng quân Vidudaba, đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này Malika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho tướng quân Vidudaba thì sẽ có sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não nơi ta? Chính liên hệ đến sự tình này, Tô Đại Vương, mà Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên, do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái tâu đại vương đại vương nghĩ thế nào đại vương có yêu thương thiếp không phải này malika ta có thương yêu hoàng hậu tâu đại vương đại vương nghĩ thế nào nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho thiếp đại vương có khởi lên sâu bi khổ ưu não không này Malika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho hoàng hậu thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não nơi ta? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Vương, mà Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A La Hán chánh đẳng giác đã nói: Sầu, bi, khổ, ưu não khởi lên do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có yêu thương dân chúng si và Kosala không? Phải, Này Malika, ta thương yêu dân chúng si và Kosala. Này Malika, nhờ sức mạnh của họ, chúng ta mới có được gỗ chiên đàn từ nước si và dùng các vòng hoa hương liệu, phấn sáp. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho dân chúng Kasi và Kosala? Đại Vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, ừ, não không? Này Malika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não nơi ta? Chính liên hệ đến sự tình này, tâu đại vương, mà thế tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Thật vi diệu thay, này Malika, thật hy hữu thay, này Malika. Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, đã thấy nhờ trí tuệ. Đến đây, Malika hãy sửa soạn tẩy trần. Acha-mehi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chấp tay vái Thế Tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng sau đây: đảnh lễ thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác đảnh lễ thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác đảnh lễ thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác